Ngọc Lâm xin chào tất cả quý vị và mọi người đang xem. Và hôm nay tôi sẽ xem và cho quý vị cái ngày khai trương trong cái tháng 6 năm 2020 âm lịch để cho quý vị biết và cái ngày đó ngày tốt và là ngày khai trương cho công việc của mình, học tiệm quán, quán xá, xí nghiệp của mình để mà khai trương sẽ đạt kết quả thành công và đạt được lợi nhuận trong cái ngày tốt là ngày khai trương. Và tôi sẽ coi trong tháng 6 năm 2020 âm lịch để cho quý vị biết có bao nhiêu ngày tốt để mà khai trương. Đây là xem cái ngày tốt nhất trong tháng 6 là cái ngày tốt nhất để mà khai trương. Quý vị để mình lựa chọn cái ngày đó khai trương sẽ đạt được kết quả tốt cho mình. Quý vị nào xem chưa đăng ký kênh thì đăng ký ở dưới, nhấn vào chuông Bí Thiền Tâm Linh để mà theo dõi kênh ngày tháng hoặc là các công việc khác rất là hữu ích cho quý vị. Trong tháng 6 này thì có tháng 6 năm 2020 âm lịch thì trong đó thì có 7 ngày tốt để mà khai trương. Và sau đây tôi sẽ nói lên để các ngày để mà cho quý vị biết mà cái ngày đó mình sẽ khai trương tiệm quán hoặc là xí nghiệp của mình để mà thành công. Xin mọi người lắng nghe. Đây tôi sẽ xem cái ngày khai trương, còn những cái ngày khác là ngày 6 tôi sẽ coi trong ngày lựa cái ngày khai trương này. Ngày tốt là ngày khai trương ngày 2 tháng 6 năm 2020 âm lịch. Ngày này ngày Bính Dần, tiết Đại Thử, nắng gắt, thiên quý, ngũ phủ, lợi chỉ, ly sàn. Ngày này ngày hành hỏa trực nghi sao xong. Bây giờ tốt đó, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Tuất. Cái tuổi xung á, canh thân và nhâm thân á. Nếu mà quý vị nào mà cái tuổi xung nhằm cái ngày hai này nhâm thân và canh thân á, và canh thân và nhâm thân á, thì ta nên tránh ra, còn những tuổi khác thì ta vẫn được hay thương. Ngày 2 tháng 6 là ngày khai trương để mà chúng ta có thể khai trương tiệm quán, quán xá, xí nghiệp của mình sẽ thành công. Tránh gì tuổi là canh thân và nhâm thân ra, còn những tuổi khác thì ta khai trương được. Và tiếp theo là ngày mùng 9 tháng 6 năm 2020 âm lịch. Thì ngày này ngày mùng 9 là ngày được khai trương, rất tốt cho việc khai trương. Ngày này ngày thiên thiên phú, lộc khố, thổ ôn, hành kim, trực mãn và sẽ chậm. Bây giờ tốt đó, giờ giờ để mà khai trương đó, giờ Tý, giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Dậu, đó là những giờ tốt chúng ta khai trương tiệm quán, quán xá, xí nghiệp của mình. Tuổi xung á, cái ngày là tuổi xung Đinh Mão và Tân Mão là hai tuổi đó là không nên đứng mà khai trương, còn những tuổi khác thì ta khai trương được. Đó là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2020 âm lịch là ngày tốt để mà khai trương. Và tiếp theo là ngày 11 tháng 6 năm 2020 âm lịch, ngày là ngày Ất Hợi, ngày Hoàng Đạo, Tam Hợp, Minh Đường, Nhân Cách. Mà ngày này là ngày này hành hỏa trực định và sao can. Cái giờ tốt bây giờ mà để mà chúng ta khai trương đó, thì các giờ đây là giờ giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Tuất, giờ Hợi, đó là những giờ đó chúng ta khai trương. Và tuổi xung đó, trong ngày 16 tháng 6 năm 2020 âm lịch đó, tuổi xung là Kỷ Tỵ và Tân Tỵ, hai tuổi này là ta không nên đứng mà khai trương.
còn những tủ khác thì ta khai trương được. Đó là ngày 16 tháng 6 năm 2020 mà, âm lịch là ngày tốt để mà khai trương cái tiệm quán quán xá xí nghiệp của mình, đạt được kết quả. Và tiếp theo đó, thì ngày khai trương nữa là ngày 15 tháng 6 năm 2020 âm lịch. Ngày này ngày Kỷ Mão, ngày Hoàng Đạo, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, ngày Hành Thổ Trực Trực Thành. Ngày 15 là ngày Trực Thành cho nên là rất tốt. Và cái giờ tốt đó, giờ giờ để mà khai trương, giờ Tý, giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Dậu, đó là những giờ tốt chúng ta khai trương sẽ thành công và đạt được kết quả. Tuổi xung, trong cái tuổi xung của ngày này, ngày 15 này là tuổi xung thì ta nên tránh ra Quý Dậu và Ất Dậu, hai tuổi xung này không nên đứng mà khai trương, còn những tuổi khác thì ta sẽ khai trương được. Đó là ngày 15 tháng 6 năm 2020 âm lịch để mà khai trương. Chúng ta sẽ khai trương một tiệm quán quán xá xí nghiệp hoặc các công ty, và chuyện về khai trương của mình thì trên ta khai trương rất là tốt. Và tiếp theo ngày khai trương nữa là ngày 21 tháng 6 năm 2020 âm lịch. Ngày này là ngày Ất Dậu, Thiên Phú, Lộc Khổ, Hỏa Tai, Quả Tú và Hành Thủy Trực Từ, Sao Nguy. Cái giờ tốt mà để mà khai trương á thì giờ Tý, giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Dậu, đó là những giờ tốt mà chúng ta sẽ khai trương. Và tuổi xung á, trong cái tuổi xung của ngày 21 này là ngày Kỷ Mão và Đinh Mão. Chúng ta tuổi xung thì nên tránh ra, không đứng để mà khai trương Kỷ Mão và Tân Mão này. Còn những tuổi khác thì ta khai trương rất tốt. Đó là ngày 21 tháng 6 năm 2020 âm lịch là ngày khai trương, chúng ta sẽ khai trương rất là đạt được kết quả mong muốn của mình. Và tiếp theo nữa là thì ngày 26 tháng 6 năm 2020 âm lịch, ngày là ngày Canh Canh Dần, Thiên Thiên Thủy, Ngũ Phủ, Hỏa Tinh và Hành Mộc Trực Thu, Sơ Vị. Cái giờ tốt thì giờ Tý, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Túc, đó là những giờ tốt để mà khai trương. Chúng ta sẽ khai trương những giờ đó, sẽ đạt được kết quả. Tuổi xung, Giáp Thân và Mậu Thân, nhớ tuổi xung là ta nên tránh ra, không nên khai trương vì khai trương thì sẽ đại bại cho mình. Còn những tuổi khác thì ta khai trương được. Đó là ngày 26 tháng 6 năm 2020 âm lịch là ngày khai trương. Và tiếp theo nữa, ngày khai trương nữa là ngày 27 tháng 6 năm 2020 âm lịch, ngày Tân Mão, ngày 27 là Hành Mộc Trực Nghi, Sa Mão. Cái giờ tốt đó, giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Dậu, đó là tuy ngày 27 là ngày tam nương cho nên là ngày khai trương thì ta được khai trương. Những tam nương thì chuyện khác, tam nương thì ở dưới biển được ấy thì ta nên tránh ra, còn trên bờ thì ta nên khai trương được. Cái tuổi xung Ất Dậu và Kỷ Dậu, hai tuổi xung này trong ngày 27 tháng 6 năm 2020 âm lịch này, hai tuổi xung này thì ta nên tránh ra, không nên khai trương. Còn những tuổi khác thì ta khai trương được rất là tốt trong ngày 27 tháng 6 này. Đó là cái ngày khai trương cho mình trong cái 7 ngày đó, trong tháng 6 có 7 ngày để khai trương. Ngày mùng 2, ngày mùng 2 và ngày mùng mùng 9, ngày 11 và ngày 15, và tiếp theo là ngày 21, và ngày nữa là ngày 26 và ngày 27. Đó là những ngày khai trương
rất là tốt cho việc khai trương. Chúc cho quý vị một ngày khai trương được thật đạt được kết quả mong muốn của mình và nhiều điều may mắn đem đến cho công việc của mình. Xin chào quý vị mọi người đang xem.